Quay trở lại với cái câu chuyện là chỉ số ối. Vậy thì cái chỉ số ối bao nhiêu là bình thường? Cái chỉ số ối bao nhiêu là bình thường? Đó, chúng ta sẽ để biết được rằng là cái chỉ số ối bình thường hay bất thường thì chúng ta sẽ cần phải hiểu bao nhiêu là bình thường. Đó, đúng không? Vì chúng ta biết được cái bình thường rồi thì chúng ta khắc, tự khắc là chúng ta sẽ biết được cái bất thường. Vậy thì cái chỉ số ối của thai nhi, nếu như mà bình thường thì cái chỉ số ối nó sẽ dao động trong khoảng từ 12 đến 13, tức là mình cộng độ sâu của bốn cái góc ối lại, nó dao động khoảng 12 13 thì là bình thường và các mẹ chả phải lo lắng gì cả, yên tâm. Dư ối là gì? Dư ối là khi tổng bốn góc chỉ số ối nó trên 20. Mức dư ối này thì cũng vẫn là an toàn. Tức trong khoảng từ 20 đến 25 là dư ối thì nó cũng ok, cũng vẫn an toàn, mẹ bầu cũng không phải lo lắng gì quá. Nhưng nếu như mà cái góc bốn cái chỉ số ối cộng lại mà nó trên 25 thì lúc đấy nó gọi là đa ối rồi, không phải là dư ối nữa. Và đa ối thì lại là một cái vấn đề nguy hiểm và các mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý. Và thai nhi có thể sẽ có những cái biến chứng ở trong cái trường hợp dư ối này. Ví dụ như là ối vỡ sớm này, sinh non này, rau bong non này, mẹ bầu bị băng huyết sau sinh này, rất nhiều cái. Vậy thì chúng ta đã có đa, có dư rồi thì chắc chắn là sẽ phải có ít, đúng không? Có nhiều rồi thì phải có ít chứ. Và ít ở đây là gì? Đó là thiểu ối. Thiểu ối thường có nhiều biến chứng gây ra cho mẹ và thai nhi, như tăng tỷ lệ sinh mổ này, tăng tỷ lệ suy thai, dị tật thai nhi. Và bốn góc chỉ số ối nếu như mà dưới 5, trong khoảng từ 2 đến 5 thì là thiểu ối, và dưới 2 thì được coi là vô ối, tức là chả có ối gì cả. Và vô ối thì cái tỷ lệ mà cái thai nó hỏng, nó chết thì lại cực kỳ cao, thì lại cực kỳ cao đó. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý khi đi khám, ối cũng sẽ là một cái đặc biệt cần phải quan tâm. Bởi vì thông thường mọi người, mình thấy mọi người thường thông thường mọi người hay đi chỉ tập trung nhìn vào cái cân nặng của em bé xem có bình thường hay không thôi, nhưng mọi người lại không tập trung vào ối nhiều. Mình thấy mọi người không tập trung vào ối nhiều, và đồng thời là khi mà mọi người thấy rằng bác sĩ, thứ nhất là các bạn nên hỏi, nên có một cái phản xạ hỏi là ối của em có bình thường không. Và nếu như mà ối của các bạn mà bác sĩ bảo là ối bình thường, à ối bất ối của em hơi nhiều hay ối của em hơi ít chẳng hạn, vậy thì các bạn nên yêu cầu bác sĩ đo chỉ số ối là bao nhiêu để chúng ta còn có thể tiên lượng về những cái vấn đề nó có thể xảy ra, chứ không phải là chỉ đơn thuần một câu là dư ối. Ví dụ nhiều bạn bảo mình là em đi siêu âm, bác sĩ bảo em bảo em dư ối thì liệu có sao không, thì mình không biết được rằng cái dư ối, cái mức độ đấy của bạn, cái chỉ số ối của bạn là bao nhiêu. Bởi vì cái chỉ số ối thì nó mới mới đánh giá, nó mới cho mình những cái lưu ý được. Chứ còn nếu không mà không đo, mà chỉ nhìn một cách chung chung rồi bảo rằng nó dư hay nó thế nọ thế kia thì cũng rất là khó để mà mình trả lời những cái câu hỏi như vậy. Và bên cạnh đó thì cũng rất nhiều bạn hỏi mình là ví dụ như là em ối ít thì em có uống nước dừa để mà tăng ối được không? Cũng rất nhiều bạn hỏi mình những câu hỏi như vậy chứ. Thì thực sự ra thì cái việc mà uống nước dừa để mà tăng cái ối thì nó chỉ là một cái gọi là được các bạn hay áp dụng một cách phổ biến thôi, chứ nó không phải là cái chắc chắn nó có thể xảy ra. Cho nên các bạn nên lưu ý về vấn đề này. Và nước dừa thì lại đặc biệt nhiều đường, nước dừa thì lại rất nhiều đường, nên chúng ta nên cẩn thận, không thì sợ là có thể sẽ bị đái tháo đường thai kỳ nhá. Chào chị Thủy Nghệ An. Ối bao nhiêu là bình thường? Chỉ số bốn góc ối trong khoảng từ 12 đến 13 là bình thường em nhé. Chào.